thưa lành thầy và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dương tam bảo. Thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã qua các vị đã rồi, xin sự an vui càng thêm tăng tiến. Rồi, Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà. Toàn thể Mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. Hôm nay sức khỏe rồi, Vát Na xin được nhận lại cho Sít làm MC điều kiện chương trình ha. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Thích Răng Đồng, cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tâm Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng chư Tâm Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con tri ân sư và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quách Thanh Na, kính chào Pháp Duyên, kính chào Chanh Đa Ra, kính chào Xích Rạng Đâm, kính chào Hiển Mộng, kính chào Tịnh Như, kính chào Diễm Nguyên, kính chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, kính chào Sương Võ, kính chào Tào Quý, kính chào Trang Thư, kính chào Tâm Pháp. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Châu Phan này thì khỏe chứ Châu Phan? Dạ. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Và bây giờ thì con thấy có Đại Đức Tuệ Nhẫn trong Đạo Tràng. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 93. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư xin cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ sư tri ân cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo cao thượng. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ. Thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm câu kệ số 93. Yassa sawa parikhinang ahareja anisito sunyato animito ca vimokho yassa gocharo akasewa sakuntanang parangtasa durannayang. Yassa sawa parekhina ahareja anisitum sunyato animito ca vimokho yassa gocharum akasewa sakuntanang parangtasa durannayang. Yassa sawa parekhina ahareja anisitum
Sunyato anamito cha vimokho yasago cha yong akase wa sakuntanang parang tasaduranayang. Phải câu kệ số 93 không ạ? Phải không thưa cô Nhật Quỳnh, có phải câu kệ số 93 không ạ? À dạ đúng rồi. Ồ sư tưởng sư ngâm sai chứ. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tài trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư xin nhường bích cho rung ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Kệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ và tùy dân sinh linh ạ. Ngâm câu kệ số 93. Ya sa ya sa sa wa parikina ahare cha amitsito sunyato animito cha vì mộc khổ cha sa khổ cha rô a ca sê qua sa khun ta năng ba đăng ta sa du ran dạ na yang dạ sa sa wa ba ri khi na a ha ri cha a ni si to sun nya to a ni mi ko cha quy mộc khổ ya sa khổ cha ro Akasewasakuntanang padang tasaduranayang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa môn lậu hoặc đoạn ly, uống ăn chẳng đắm có chi phải bàn, lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát, non ngàn tìm đâu. Dạ, câu thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, bây giờ tự nhiên xin mời chị Rạng Đông. Sa thú, cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý vị trong đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc câu pháp cú số 93. Giá xà xa hòa parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vi mô khổ gia sa go cha ro
Akase vasa kun ta năng pa đăng ta sa du ran na yang yat sa sa wa bari khi na a ha re ya anisito sunyato animitto ya vimokkho yasa gocharo akase vasukunta nang padang tassa duranna yang yasa sawa parikhina ahare ya anisito sunyato animitto ya vimokkho yassa gocharo akase vasa kunta nang padang tassa duranna yang ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yat sa sa wa parin khi na a ha re cha alin si to sun nya to ani min to cha wi mok kho yat sa go cha ro a ka se wa sa kun ta năng pa đăng ta sa du ran na yang sa môn lậu hoặc đoạn ly uống ăn chẳng đắm có chi phải bàn lòng không vô tướng nhẹ nhàng chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời bàn tay của quý vị nha, rạng đông xin xuống. Và kính mời huynh. Dạ sa thu lành thầy xin rạng đông. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn và kính chào cô tu nữ pháp Tuệ Duyên cùng các chư đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú cho chính người bà. Cảm ơn xin rằng đông và xin nhiệt huỳnh cho biết nghe rõ. Yatsa sawa parikhinam ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yatsa gocharo akase wa sakuntanang padang tassa duranna yang yatsa sawa parikhinam ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yassa gocharo akase wa sakuntanang padang tassa duranya aryang yassa sawa parikinam ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yassa gocharo akase wa sakuntanang padang tassa duranna yang ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Bản dịch của ngài Minh Châu. Sa môn lậu hoặc đoạn ly uống ăn chẳng đắm có chi phải bàn lòng không vô tướng nhẹ nhàng chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Gia con xin được xuống đi. Dạ kính mời Sít Nhật Huỳnh, Sít Ái Minh đây nha. Dạ kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú, kính cảm ơn Minh Vát Thanh Á.
Nam mô Bích Tha giá, dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Minh Quát Thánh Thích Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được ôn bài pháp cú kinh số 93. Ya sa sa wa ba ri khi na a ha de cha anicchito sunyato animitto cha vi mok kho ya sa go cha ro a ka se wa asukun ta nang ba dang ta saduran na yang ya sa ya sa sa wa ba ri khi na a ha re cha anic khi tàu xuân nhà tàu anh mít tàu cha vi mọc khô và sa gồ cha rồ a ca sê quá sa quần tà năng ba đằng tà sa đô rành na dằng ai lọc hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xử không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và sa sa wa ba rik khi na a ha re cha a nik chi to sun nha to a ni mik to cha vi mok kho ya sa go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ba nang ta sa du ran na yang ya sa wa và sa sa wa ba rik khi na a ha re cha a nik si to sun nha to a ni mik to cha vi mok kha ya sa go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ba đăng ta sa du ran na yang sa môn lậu hoặc đoạn ly uống ăn chẳng đắm có chi phải bàn lòng không vô tướng nhẹ nhàng chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Và đây là bản hộ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mến chào Xích Hoa Nguyệt, Xú Khá Anh Đức Khá về vào đạo tràng. Xú Khá ơi, có chạy kinh được không, có cầm mít được không Xú Khá? Nếu được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mít. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ mời Xú Khá, mời cô ấy Minh. Alo. Dạ, con cảm ơn chú Phật Thà Lá, cô Nhật Quỳnh, cô Dạng Đông đã cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Con kính hình lễ ân đức chư Phật, ân đức Giáo Pháp, ân đức chư Tăng. Con kính hình lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Huy Niệm, Đại Đức Tuệ Nhân cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 93. Jasa sawa parikhina ahaje cha alisito
Sunyato animito chavimoko jasago chajo akase wasakunta lang padang tasadu zan na rằng jasa sagwa parikina ahaze cha anisito sunyato animito chavimoko Jasago chazo akase wasakun talang padang pasadu zan na rằng jasa sawa pazikina ahaze cha anisito sunyato animito cha wimoko jasago chazo akase Wasakun tan lang padang tasadu dần na rằng ai đậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xử. Không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không giống chân thật khó tìm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Bây giờ con kính mời chú Vắt Thà Lá. Nam mô Vắt Thà Lá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn sư khá, anh Đức Khá. Mời chú Quách Thành Á, thầy Nhật Quỳnh lên được không, sư khá? Dạ, sa thủ, kính cảm ơn xích đàn đồng, Minh Quách Thành Á. Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Năm mô bích thai, dạ. Dạ, bây giờ cô ấy mình có lên cây kinh không cô? Lâu lâu xuất hiện vậy mà số khá chọc kẹo số khá thôi. Dạ dạ cô ấy mình có cầm bích không, có cậy không? Cô ấy mình cho Nhật Bình một tín hiệu đi. Dạ không. Dạ được rồi, cảm ơn cô ấy mình. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn đã từ bi cùng chúng con ôn bài pháp quốc kinh số 93. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn số khá anh Đức Khá Vinh Bát Tha Ná Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ sa thú, cảm ơn Châu Phan. Dạ chúc cô ấy mình sớm mà mau lành bệnh ạ. Năm mô Bích Tha. Dạ dạ bây giờ thì con được biết là đại đức huy niệm vào điện khuyết cho đại đức Pháp Tính. Dạ mà sư đã vào sớm mà đồng hồ cũng còn sớm 2 phút mà có sư vào rồi, nên con xin thay mặt đạo tràng để cung thỉnh pháp sư, để thỉnh sư lên. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được học bài pháp quốc kinh số 94. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Ca Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui, phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang.
Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn khổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 94. Dạ sư có nghe được âm thanh của con không? Bạch sư, sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư. Dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân bích đến sư ạ. Kính tín lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, xin thân chào quý vị học tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay sư sẽ trình bày phần từ vật cho lớp học của chúng ta. Hôm nay chúng ta học cái ngôn pháp cú số 94. Ở đây cái ngôn pháp cú này đã được Đức Thế Tôn ngài giảng như sau: Yasin Riyani Samathangatani Asa Yatha Saratina Sudanta Bahi Nama Nasa Adna Sawasa Dewa Pitasa Pithayan Pitadino. Lần thứ hai: Yassin riyani samathang gatani asa yatha sarakhina sudanta bahinama nasa anau sawasa dewa pitasa pihat yanti tadino. Lần thứ ba: Yassin riyani samathang gatani asa yatha sarakhina sudanta bahi nama nasa ana sawasa dewa pitasa pihayanti tadino. Ở đây chúng ta có đầu tiên là danh từ trung tánh pingviya đã được chia theo chủ cách số nhiều cho nên trở thành là pingviyani. Pingviyani có nghĩa là các quyền, các căn. Các quyền ở đây có nghĩa là nhãn quyền, nhĩ quyền, thân quyền. Nó đồng nghĩa với các căn, ý muốn nói đến sáu quyền, sáu căn. Các căn, các giác quan. Kế đến mình có danh từ Samatha. Samatha có nghĩa là tịnh chỉ. Samatha đó, thiền chỉ đó thưa quý vị, làm cho yên tịnh, làm cho được tĩnh lặng. Ở đây được chia theo đối cách số ít nên là samathang, sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng, sự vắng lặng. Mình lại có một quá khứ phân từ trung tánh được chia theo chủ cách số nhiều, đó là gatani.
Gatani là đã đi đến. Rồi như vậy thì Yassa Ingriya ni Samathangata ni, vị nào mà có các căn đã đi đến, đã đạt đến được cái sự vắng lặng. Rồi tiếp theo mình có từ nữa là Asa. Asa có nghĩa là con ngựa, đúng không? Ở đây được chia theo số nhiều chủ cách, cho nên là Asa. Asa là những con ngựa. Giá tha là trạng từ quan hệ, ví như hay là cũng như. Mình có từ Sarathina. Từ này đã được chia theo sử dụng cách số ít. Sarathi có nghĩa là người đánh xe. Sarathina, bởi người đánh xe. Bởi người đánh xe. Và con kính lễ thượng tọa tự quyền mới vào trong lớp học. Rồi kế đến từ Sudanta. Sudanta là một quá khứ phân từ. Sudanta có nghĩa là đã được khéo rèn luyện. Rồi như vậy thì Asayatha Saratina Sudanta, ví như những con ngựa đã được khéo huấn luyện bởi người đánh xe. Ví như vị nào có các giác quan đã đạt đến được cái sự vắng lặng, cũng giống như những con ngựa đã được khéo rèn luyện bởi người đánh xe. Hai đoạn nó là như vậy. Rồi kế đến lại có là Bahi Namanasa. Bahi Namanasa. Nhóm từ này gồm có Bahina cộng cho Manat. Bahina là một quá khứ phân từ. Bahina có nghĩa là đã được đoạn trừ. Mana có nghĩa là mạng. Mạng có nghĩa là cái tâm sở mạng đó, thưa quý vị. Mana. Bahina Manasa. Rồi, kế đến mình Bahina Manasa có nghĩa là có mạng đã được đoạn trừ, hay là có mạng đã được buông bỏ. Có mạng đã được đoạn trừ, có mạng đã được buông bỏ. Từ kế tiếp là Anasawasa. Asawa có nghĩa là cắt lậu. Với tiếp đồng ngữ á là đối ngược lại, có nghĩa là vô lậu hay là không còn lậu hoặc.
Ana Sawasa không còn lậu hoặc hay là không còn bị ô nhiễm. Như vậy thì có nghĩa là vị nào của các giác quan đã đạt đến được cái sự tĩnh lặng giống như những con ngựa đã được khéo huấn luyện bởi người đánh xe, có mạng đã được buông bỏ và không còn lậu hoặc, và không còn lậu hoặc. Rồi đoạn cuối cùng là Deva Pitasa Vihayanti Tadino. Deva danh từ nam tánh này có nghĩa là chư thiên hay là các vị thiên nhân. Ở đây được chia theo chủ cách số nhiều cho nên là Deva. Deva có nghĩa là chư thiên. Chư thiên. Chư thiên ở đây có nghĩa là ý muốn, cái chữ chư ở đây có nghĩa là số nhiều của nhau quý vị. Thường thường mình hay nói là chư thiên nhưng mà mình không có hiểu được là cái chữ chư có nghĩa là mình nói đến số nhiều, chẳng hạn mình nói là chư vị ở nơi đây có nghĩa là mình nói các vị, cái chữ chư có nghĩa là số nhiều. Cho nên khi mà cái chữ đê quá nó đứng mình nó có nghĩa là vị trời thôi. Cái điểm này thì Đức Giác Nguyên cũng có nói đến ở trong những cái bài giảng trước, sư thấy nó cũng hay. Mình xài nhiều khi mình xài theo cái thói quen thôi. Chữ chư là số nhiều, cho nên đê qua khi nói là chư thiên mình mới nói là nhiều vị trời. Đi hai danh tí. Đi hai danh tí ở đây là một động từ ở thì hiện tại ngôi thứ ba số nhiều. Biết hai danh tí có nghĩa là yêu mến, quý mến. Dùng cái chữ quý mến nó ok ha. Quý mến có nghĩa là sự mến nhưng mà nó có sự trân trọng trong đó. Quý mến. Tadino. Ta đi là một tính từ nam tánh, ở đây được chia theo sở thuộc cách số ít cho nên là Tadino. Tadino có nghĩa là của người có điều đó, của người có điều đó. Rồi như vậy thì Deva Pitasa Vihayanti Tadino, ngay cả chư thiên cũng quý mến vị có những pháp như vậy, thì có đức hạnh như vậy. Rồi như thế thì toàn bộ ở đây kệ ngôn pháp cú là yas in riyani samathangatani asayatha saratina sudanta bahi namanasa anasawasa dewa pita sabihayan pita dino. Những ai mà có giác quan đã đạt đến được cái sự vắng lặng giống như những con ngựa đã được khéo huấn luyện bởi người đánh xe, có mạng đã được buông bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư thiên cũng yêu mến những vị có nết hạnh như vậy. Ở đây ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch theo kệ ngôn như thế này: ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Đó là ý nghĩa của cái phần từ vựng trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì phần còn lại, xin mời lớp học của chúng ta cung thỉnh Thượng tọa Tự Quyền sẽ là vị giảng sư trình bày cho quý vị về duyên sự cũng như ý nghĩa của kệ ngôn pháp cú Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Huy Niệm đã từ bi hoan hỷ triết nghĩa từ vựng cao cấp Pháp Quốc Kinh số 94. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư và cảm ơn Huynh Vách Thanh Á Xích Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con thành kính lãnh lễ Thượng tọa Tệ Quyền
Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tại quyền từ bi hoan hỷ đàn để chúng con được học duyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 94. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha, Ya Nam mô Tham Ma, Ya Nam mô Sang Kha. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị đã cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa minh hạnh, đại đức nguyên niệm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý Phật tử cùng chư Phật tử. Dạ sẽ bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawan Tang Apiwadi Nisawakato Phakkawata Thammo Tham mang nam sa mi su pati pan no pháp hòa thù sa vắc sa ngô sa khang nam mạng ý. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dưỡng đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Phật năng bảo, Nguyên nhà quê, tam bảo, hành giáo, đức chức cũng đức tăng. Quý tôn nữ cùng thiệt phụ tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giác. Dự kinh bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Được học cái câu pháp cú, ai nhất phục các căn như đánh xe điều ngự mạng trừ lậu mặt dứt. Người vậy chư thiên mến, người như vậy chư thiên sẽ rất là yêu mến. Đây là một cái duyên sự pháp cú liên quan đến Đức Đức Thích và ngài Mahakacayana tức đại ca chiên viên á. Dạ. Thì khi ở tại Buparama, thì Buparama tức là chúng ta nhớ ở tại coi như là Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Sư sao mà rớt nét ra ngoài rồi. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ kính chào HQ016. Giờ vào đạo tràng. Dạ con thấy sư vào trở lại đạo tràng rồi, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, thượng tọa tại quyền có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ, con thấy sư vào đạo tràng, con dâng mít đến sư, con không thấy sư cầm mít á. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa chúng con cung thỉnh thượng tọa tại quyền ạ. Có lẽ là sư không nghe được rồi. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cảm ơn Châu Khoan, cảm ơn Thích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tại quyền. Sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ chắc Quỳnh Quá Thanh Á chắc lên một câu thỉnh sư trở ra rồi vào trở lại qua Quỳnh ơi. Chắc vào à, sư vào sư không nghe và sư cũng không thấy luôn đó Huynh ơi. Dạ không biết làm sao.
Dạ, rồi huynh mà đã thỉnh sư ra rồi, bây giờ huynh kéo sư vào lại đi. Cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ, giờ huynh kéo sư vào lại. Rồi con thấy nè, thượng tọa tại quyền vào rung được rồi. Dạ bạch sư, sư có nghe được âm thanh con rồi, con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ con nghe chúng tôi nói. Tao hôm nay sẽ tự nhiên sẽ nó lại té lên té xuống hoài. Dạ cảm ơn thầy. Thì các thầy thì các em thấy Đế Thích kính trọng ngài Ma Ca Chay Giá quá thì cũng thấy lạ. Thì Đức Phật ngài biết được cái tâm quyết từ từ thì kheo, thì Đức Phật ngài ngài mới nói rằng á, đối với một cái người, một người này có thể tỳ kheo mà điều phục mà chế ngự được được các căn của mình, như là người đánh xe mà điều phục cái con ngựa như thế nào, thì này có thể tỳ kheo Đức Đế Thích và chư thiên cũng sẽ hoan hỷ như thế. Thì Đức Phật mới nói, mới đọc câu pháp cú, tức là ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người ấy chư thiên mến. Chúng ta nhớ lại một câu sathanu pasin vi ha ránh tăng tính ri su và sam bù tăng u cha nam hiệp ma tay nhung cô sẽ tâm hiệp quy dân. Ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hộ các căn, ăn uống có tiết độ, ma không thể uy hiếp kẻ đó như núi đứng trước gió. Thì ở đây cái sự thu thúc, cái sự nhiếp phục, cái sự trừ diệt mắt với cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, mà vị ấy không khởi lên cái tham ái, hay là cái sự vừa lòng, cái sự không vừa lòng, cái sự khó chịu và cái sự không có, và cái sự thích thú, hoàn toàn vị ấy không còn cái giá trị đó nữa. Cũng như mắt với cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi thân xúc chạm, thì vị ấy không còn bị dao động. Của chúng ta, đời sống của chúng ta với ngũ quan này, mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này, luôn luôn phải được vừa lòng, luôn luôn phải được phải nói là như ý của mình. Khi nãy chúng tôi có thể thao một chút xíu, sau một chút xíu thì chúng tôi thấy cả người nó nóng bức lên, nó đổ mồ hôi ra. Thì cái thú vị nó đúng thật là nóng, trong người mình nó nóng hừng hực ra, đổ mồ hôi ra. Chúng tôi suy nghĩ, ở ngoài trời thì nó mưa, tại chúng tôi đóng cửa, thì chúng tôi vừa mở cửa ra thì nguyên một làn cứ như nó mưa, mà nguyên cái hơi lạnh cái nó đi vào cái phòng chúng tôi. Thân mình, thân thức nó thọ lại, cảm giác rõ ràng. Bởi vì sao? Mình đang nóng trong người, mở ra một cái thì mình nghĩ, cả đời này quá thật. Cái sự vừa lòng này mà chúng sinh phải đau khổ, phải chạy tìm nó hoài nè. Thì, kính thưa quý vị, chúng tôi suy nghĩ ở một cấp độ như vậy, thì chúng tôi nghĩ con người mình nó phải như vậy. Thì một chút xíu sau, thì chúng tôi bước, thì chúng tôi mới đi tắm. Khi mà tắm cũng vậy, dội nước vào đúng vậy ha. Hồi nãy thì thật là nóng, mà bây giờ cái cảm giác nó lạnh. Thì trong cái cảm giác nóng lạnh đó, nó cũng tạo cho chúng ta vừa lòng mà không vừa lòng. Nó quá lạnh thì cũng sợ, mà quá nóng thì cũng khó chịu. Đúng là kiếp sống này nó mệt mỏi thật. Thì cái tâm tư chúng tôi suy nghĩ như vậy. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, nếu như mà mình luôn luôn được một cái
khi nằm, khi đứng, khi đi, khi ngồi, khi ăn, khi uống, nói chung sinh hoạt mọi lúc mọi nơi, mà mình phải nói rằng hiểu biết được cái sự diễn tiến của nó, và chúng ta hiểu biết trên cái hiện thân này, hiện thân sanh tử này phải đối diện như vậy, và nó vô thường như vậy, và nó đi qua như vậy, ở một mức độ đó thôi, chỉ là một cảm giác. Nhưng cảm giác đó nếu được người đệ tử biết, biết cái gì, biết tu tập, biết nhiếp phục và biết phòng hộ, biết chúng ta biết là điều phục rõ, thì nó quá tốt đẹp. Bằng ngược lại, cái việc mà đổi ăn khát uống khỏe làm mệt nghỉ mà như một cái bản năng bình thường thì nó là một chuyện khác. Như là một người tu đói biết đói, no biết no, ăn biết ăn, vân vân, thì ở đó mọi quay nghi, mọi hành động của chúng ta nó được kiểm soát. Cái việc mà kiểm soát mắt nè, kiểm soát tai nè, kiểm soát mũi nè, kiểm soát lưỡi nè, kiểm soát thân nè, nó là một cái quá trình mà người tu cần phải hiểu biết. Kính thưa quý vị, có đôi khi quý Phật tử có một cái suy nghĩ như thế này, mà nó cũng là cái sự sai lầm. Cái việc mà thu thúc, cái việc mà điều phục đó chỉ dành cho những người tu, cho các sư, chứ sự thật ra mình là người cư sĩ, cho nên vì vậy mình được thực hiện hay là được thọ dụng như vậy, thì cái điều này chúng ta suy nghĩ như vậy thì cũng không có đúng cái ý niệm tu tập. Mà là đối với kinh luận của Phật Ngài thuyết giảng, các thầy tỳ kheo là một đối tượng để Ngài truyền trao, nhưng trong những cái lý kinh và lời dạy đó, những cái giới luật đó, nó cũng có cả Upasika, tức là có cứ gửi tới cho những người thiện nam, cho những người tỉnh nữ cư sĩ, nếu như ai biết tu tập. Bởi vì cái sự sanh tử, cái sự đau khổ, cái sự hiện hữu này, nó không phải dành riêng cho một ai, mà cho tất cả. Thế ngày nào mà tâm của chúng ta còn tham ái mạn nghi, tà kiến, vô minh, phối hợp, thì ngày đó trầm luân sanh tử đau khổ không cho riêng ai. Chỉ có như thế, chúng ta có bao giờ chúng ta biết quay về để con mắt mình nó như thế, con mắt mình nó nhìn như thế nào, cái tai mình nó nghe ra sao, cái lưỡi mình nó nếm như thế nào, và cái thân xúc chạm này xúc chạm ra sao, chúng ta biết kiểm soát không? Nếu chúng ta cảm giác nó lạc, cái lạc này cũng sẽ tan biến, cái khổ này rồi cũng sẽ qua đi, thì đó chính là một cái giá trị nhiếp phục, một cái giá trị mà chúng ta gọi là điều phục tâm của mình. Bởi vì sự thật ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này nó cũng đều xuyên qua do tâm này mà làm cho vui, buồn, sướng, khổ, vừa lòng, không vừa lòng, vân vân, tất cả cũng từ tâm này mà ra. Mà các căn Indriyasu, Indriyani, Samatthangatani, tức là chính những các cái căn này mà được cái gì, mà được phong hộ, mà được nhiếp phục. Ở đây nhiếp phục tức là chúng ta đã tiêu trừ nó rồi, tiêu trừ nó thì mạn trừ là hoặc dứt. Tại vì kính thưa quý vị, tham, tà kiến, ngã mạn ở tầng thánh thứ ba, ở chỗ này tầng thánh thứ ba chỉ còn một, xem như là một chút xíu nữa, một cái mắt nhỏ thôi là bước qua tứ đạo rồi, thì vị ấy chấm dứt sinh tử khổ đau. Cho nên là hoặc dứt, cho nên asuasa, tức là bahina bahina namanasa anh là sao quá sát, tức là các cái lậu hoặc đã được chặn lại, đã được ngăn lại, thì như vậy nó không còn có thể tràn vào
cái tâm hồn của chúng ta nữa, cái tâm tư của chúng ta nữa. Tại sao nói rằng như là người, người đánh xe, điều ngự, đây tức là sa phu đó, cái người đánh xe đó, Sarathina, như là người, cũng biết như là người, người sa phu, mà điều khiển một chiếc xe, xe đây tức là xe ngựa đó, để cho con ngựa muốn đi qua phải, phải muốn đi qua trái, trái muốn đi thẳng, thẳng, thì chỉ cho cái tâm của mình, nó đi thẳng tích, không có chạy qua chạy lại, không có bị tấp bờ này, tấp bờ bên kia, tức là không có bị tham ái nó dừng lại. Cũng như khúc gỗ không thể trôi về biển cả, bởi vì khúc gỗ đó tấp bờ này tấp bờ kia bị người ta dứt lên, hoặc nó bị nó chìm xuống dưới đáy luôn và nó không thể nổi lên trên. Và vì vậy cho nên khúc gỗ nó không không thể về biển cả. Tâm tư của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không có sự tu tập nó, không có sự điều phục nó, thì xuyên qua các căn nè, không được điều phục, thì kính thưa quý vị, chắc chắn rằng nó phải tấp bờ bên này, tấp bờ bên kia. Có nghĩa rằng chúng ta tấp ở bên bờ của dục giới, tấp bên bờ của sắc giới và tấp bên bờ của vô sắc giới luôn. Và cứ như thế vòng xoay lăn trôi, và chúng ta không thể về bến, không thể về bến giác. Tại sao vậy? Là do mạng nghi kiến, tham tật kiến, ngã mạng, sân tật lận hối vô tạp của quý phóng vật, cả những cái phiền nó dẫn dắt, nó làm không có tốt đẹp, làm cho ta không có đầy đủ, làm cho ta chúng ta không có có thành tựu được tốt, chính là cái điều mà hết sức quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi mà kính thưa quý vị, nếu chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu được, chúng ta biết được, thì mới thấy nó ghê. Chỉ một cái lòng sân hận của mình thôi mà mình không nhiếp phục nó, chỉ một cái lòng tham của mình không nhiếp phục nó, một cái sự tự ti, một cái sự bực bội, một cái sự chấp ngã, một cái sự chấp thủ, chúng ta đánh đổi và chúng ta cự nữ, chúng ta cảm thấy bị tổn thương, chúng ta cảm thấy bị tự ái, thì tất cả nó khởi sanh lên. Thì kính thưa quý vị, chúng ta từ bỏ, chúng ta chấm dứt. Ngay cả chúng ta đang tu, đang thực hành thiền sự, đối với tỳ kheo cũng vậy, khi mà tu tâm của mình mà không giữ gìn, có sự bực bội, có cái sự phẫn nộ đối với các vị thầy, đối với các bạn đồng phạm hạnh, thì bị ấy, ngay cả đi đến hoàng tục. Rồi có một số Phật tử bỏ cái sự sinh hoạt của Phật pháp chùa, ngay cả không còn tu tập, không còn liên quan gì nữa, mà chỉ là cái gì, phục vụ và nô lệ cho cái sự tự ái của mình, cho ý căn của mình khởi sanh lên cái lòng tham ái, khởi sanh lên cái lòng bực bội khó chịu. Cũng vậy, đi vào chùa, các ông trụ trì, các ông pháp sư, các ông giảng sư không làm cái gì đâu, nhưng chúng ta đừng có quan tâm gì cả. Mình vào chùa để tìm công đức, hay vào sinh hoạt ở trong rung để chúng ta nghe được Phật pháp, để chúng ta sinh hoạt Phật pháp, và có thể làm được cái gì thì làm. Còn nếu như mà bị người ta chê, người này trách, người kia trách mắng như thế này, người kia trách móc như thế kia, mà chúng ta cảm thấy bực bội, là tự chúng ta, là tự chúng ta cảm thấy rằng ủa, vào đây mình tìm phước chứ đừng mà tự nhiên mình bị người ta trách mình cái này móc cái kia. Chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy, mà là chúng sinh như vậy đó. Là một chúng sinh thì luôn luôn có những cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nay thì nó vui, ngày mai nó không vui, nó cũng là bình thường. Và tất cả những chuyện gì đó rồi nó cũng sẽ đi qua. Khi vào chùa, hay khi vào hội chúng, khi vào lớp học, hay khi vào pháp hội, hay khi vào một cái khóa thiền, yêu cầu chúng ta mục đích chúng ta đi để làm gì? Để chúng ta học Phật pháp, để chúng ta nghe pháp, để chúng ta tu tập. Thì chúng ta đừng quan tâm mọi vật xung quanh, có những chuyện gì
là chuyện của chính họ, không có chuyện của chúng ta. Thì tự mình biết cái gì? Biết điều phục, biết mình một chút xíu thì nó đỡ. Chứ vào hồi chúng ta ngó bên này ngó bên kia, thích người này mến người nọ, ở đó nó có sự phân lường, nó có một sự phân kỳ, và nó có một cái sự bực bội khó chịu. Thì kính thưa quý vị, đó là chuyện của mình, mà chúng tôi cũng không biết được cái mục đích của mình. Bởi vì một trong những cái sự tu tập mà một cái điều mà hết sức quan trọng, ngoài cái trí tuệ và cái nikkhamma, cái tâm lý mà thoát ly sinh tử khổ đau, nó còn một cái pháp hết sức là quan trọng, đó là cái thích tha ná, cái ý chí, cái ý nguyện của chúng ta nó tiến tới. Mà ý chí của chúng ta khi chúng ta đang tiến tới như vậy, bị một cái vật cản thì chúng ta né qua bên này, chúng ta đi tiếp, chứ có chuyện gì đâu. Chứ mà tự nhiên mà bị cản là một cái rồi, cái mình phải giải quyết cái chuyện cản này, tại sao anh làm như thế này, làm như thế nọ là mệt. Nếu như chúng ta đi chung một chiếc xe, chúng ta đi hoặc chúng ta đi đi thẳng tới không được thì chúng ta lách qua một bên thì chúng ta đi thôi, thì tìm cách chúng ta để vượt qua những cái cản trở. Thì cái sự tu tập cũng vậy đó, thì chúng ta phải vượt qua những cái gì, những cái mà ái tham khởi sanh và sân khởi sanh và si khởi sanh, đó mới là một sự tu tập. Cũng như con ngựa nó chạy thì nó tiến tới, nó chạy, chúng ta biết điều khiển con ngựa, lúc nào nó dừng lại và lúc nào không cho nó dừng lại và lúc nào là tiến tới. Cái con ngựa đó chính là chúng ta, và cái người điều ngự đó cũng chính là chúng ta. Cái bản năng này là con ngựa, cái tâm này chính là người đánh xe, chính là người điều phục, chính là người điều ngựa. Dạy cho cái gì? Cho con mắt này, cho cái tai này, cho cái miệng này, cho cái lưỡi này, cho cái thân này, nó phải làm đúng. Hay lắm quý vị. Nó phải làm như thế này, nó phải làm như thế kia, chứ không phải là muốn làm như thế này, tôi muốn làm như thế này, tôi muốn làm như thế kia, không được. Cũng như con ngựa chạy sai đường thì người đánh xe phải chỉnh lại. Con ngựa chạy nguy hiểm quá, chạy nhanh quá, không được chạy nhanh, phải chạy chậm lại. Con ngựa chạy quá chậm thì phải thúc con ngựa để con ngựa nó chạy nhanh hơn. Có nghĩa rằng cái tâm mà tham ái của mình, cái tâm phóng dật của mình quá nhiều quá lẹ, làm cho nhiều thứ nhiều điều nó khởi sanh. Và cũng như cái tâm mà lười biếng, cái tâm mà biếng nhác, cái tâm mà tệ hại của chính mình, thì mình phải làm sao cho nó mạnh mẽ lên. Chúng tôi ví dụ hôm nay quý vị vào rung nghe Phật pháp đi, thì dầu cho buổi sáng buổi tối bên này, buổi sáng bên kia, hoặc buổi chiều bên này, buổi tối bên nọ, hoặc buổi trưa bên kia, nếu như chúng ta muốn nghe là được nghe, thôi sao vô mệt quá, nó mất công quá, thôi giờ mình tới chương trình này, mình bận cái này, bận cái việc này, việc kia, thì chúng ta nghĩ vậy thôi, là chúng ta đi theo cái đó. Còn bây giờ chúng ta nói, tới giờ mình rồi, tới giờ mình học Phật pháp, tới giờ mình nghe Phật pháp, tới giờ mình tu thiền, thì mọi thứ chúng ta phải dẹp bỏ qua hết. Một con đường phải chấp nhận, một cái ly dục và một cái thụ hưởng dục, không thể nào mà nó vừa coi như là vừa khổ mà vừa lạc, mà phải khổ khổ lạc lạc. Chỉ có mình đã thấy không khổ không lạc thì chúng ta không nói cái tâm không, nhưng để chúng tôi rằng là không thể bắt cá hai tay. Ý chúng tôi muốn nói gì, không thể bắt cá hai tay. Thì bắt cá hai tay thì chúng ta không có một sự quyết định, không có một sự suy nghĩ nó tốt đẹp, mà anh có nhiều cái điều không tốt đẹp
anh không có thật. Một là chúng ta sống với cái đau khổ trầm luân sanh tử thì đừng trách cứ trời gần trời xa, đừng có than khổ than than đau. Và nếu như chúng ta muốn đoạn khổ, chúng ta muốn chấm dứt khổ thì chúng ta phải phải ngăn ngừa nó, phải chặn đứng nó. Nó là sự thật. Chúng ta cải Phật, cải Thầy, núi phiền não đè chúng ta, chúng ta đừng có trách. Đau khổ trầm luân nó làm cho chúng sinh phải lăn trôi, phải sanh tử, phải khổ sầu như thế nào thế kia thì cũng chính do của chính mình. Và cũng như thế, cái sự chấm dứt, cái sự không còn sanh tử đau khổ cũng do của chính mình không. Tại sao mà Đức Phật, tại sao mà Đức Trời Đế Thích cùng tức là kính đối với Ngài Ma Cà Chay Giá Na, tức là bởi vì Ngài Ma Cà Chay Giá Na, Ngài là một vị thánh đã hoàn toàn trong sạch phiền não, không còn cái khổ đau sanh tử, không còn mạng nghi tà kiến. Cho nên cái quả vị này, cái sự chứng đắc này được Ngài Xá Lợi, được chư thiên và đặc biệt đó là Đức Trời Đế Thích tôn trọng đảnh lễ và kính nhường. Quả thật là một, hay là một người Phật tử, chúng ta nhớ cái điều này, chúng ta phải có ý niệm tu tập. Chúng tôi muốn nói đây cái ý niệm tu tập, dù chúng ta không có sự điều phục của các căn, nhưng chúng ta phải có cái ý căn, chúng ta phải nhớ làm cái gì làm cũng nhớ mang theo cái hành trang của mình, bởi vì không còn thời gian nữa, mà không còn cái điều kiện thuận nữa. Nếu như không chế ngự tâm của mình, biết trân quý những gì mình đang có ngay trong hiện tại thì chúng ta tiến hóa để chúng ta tu tập, thì kính thưa quý vị, về sau chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Rất là đau khổ. Mà chúng ta nói một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Tại sao như vậy? Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, ở đây muốn nói rằng là khi chúng ta không tu thì đau khổ về sau rồi, mà khi mà chúng ta tu thì chúng ta được cái sự tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thường thường chúng ta chỉ từ đó được sướng, được sang, được giàu có, được đẹp đẽ, được người mến yêu, được người mến thương. Tại sao người ta được như vậy? Bởi vì người ta có tu. Còn tại sao mà mình không được như vậy? Bởi vì mình không có tu. Một cái chuyện đơn giản như vậy nhưng chúng ta lại không nghĩ là đơn giản, mà chúng ta nghĩ rằng là tôi được người ta thương, tôi phải được người ta mến. Mà hành động và lời nói, tâm tư nhĩ niệm của chúng ta không có cái gì đó. Nói năng thì không có nhẹ nhàng, không có những hành động thiện sự, những hạnh lành, như là biết chia sẻ, như là biết thương xót, như là biết quan tâm, biết sẻ chia, có khởi lên cái từ tâm bi tâm đối với người khác, hiểu và thương người khác, bè bạn, những người thân trong nhà cũng như là bè bạn bên ngoài và những người xung quanh ta, thì biểu mà họ thương, họ thương sao mà được, biểu mà họ mến sao mà được. Cái chuyện ngay trong hiện tại đó, cái thương vị ngay trong hiện tại đó, chứ mình tại đâu xa. Chúng mới có đâu xa. Chúng tôi có một cái vị sư, ông sư này cũng lớn tuổi. Các Phật tử tôi vô chùa thấy nói sư, cho con muốn quét phủ chùa, quét đá phủ các sư. Thì các sư nó nói hồn, thì chổi nó lấy đi. Thì cái chổi nó lấy đi. Rồi thứ hai nữa, cái tôi vô chính điện,
là đem bông qua cái trái sư sư cho cô mượn cái bình phong. Thằng đó đó chạy rồi đó lấy đi, không thấy hả? Kính thưa quý vị, hồi xưa này nó hơi lãng tai. Thì cái đó sư sư cái tự nhiên Phật tử mà giật mình, cái họ họ mới hỏi, họ cũng buồn buồn. Cái những cái họ biết chúng tôi chứ không? Xưa sư con tới chùa của một sư, con đâu có làm, biết con có làm gì lỗi hay không. Sư con tới chùa con thấy có một sư, một sư ông ấy sư lớn lớn tuổi. Sư con hỏi cái gì sư cũng nói căng thẳng quá, nó căng quá. Thì cái sư tôi cười, chúng tôi không có cái gì nữa. Đó là do cái lời nói của vị đó, nó vậy đó, chứ không có gì đâu. Và sư cũng lãng tai nữa. Cứ người lãng tai thì nói lớn, muốn nói lớn cho người ta nghe. Cứ nghĩ rằng á, ai mà nói nhỏ 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 người ta không nghe, điều mà bé nói lớn quá. Thì chúng tôi mới nhắc ra, chúng tôi nói không, sư ơi, sư nói nhỏ nhỏ, con đâu có nói gì đâu. Thì họ tới họ làm cho họ lấy à, lấy cái chổi, họ không muốn chân bông chân qua thì họ lấy cái bình đi. Hỏi sư họ không biết. Và một á là người ta đến chùa hay chưa đến nhà người ta thì sư cũng hỏi người ta chứ từ đâu mà dám lấy. Nếu như vậy thì nó cũng mất đi cái người ta không có tôn trọng mình. Chúng tôi ví dụ cái đây là chuyện thật, không có đâu quý vị nha. Thì cái họ đâu có nghĩ cái gì đâu, thì vậy mà nói đi họ cũng trách móc rồi. Ở đời này sư biết không, nó kỳ lắm. Sư thấy không có chuyện gì hết, bởi vì sư không thấy thấy cái tiếng nói và hành động của sư. Cho nên nó mới chịu như vậy. Ở đây chúng tôi muốn nói cho vị nghe luôn. Tại sao mà chúng tôi nói vị sư này? Vị sư đó nghĩ rằng ông đâu có la rầy, nhưng điều cái cách cái tâm ông á là chấp, ông nghe ông không có nghĩ ác gì người ta, nhưng cái lời nói á, ông không có cái lời nói nó dịu ngọt một chút xíu. Cái lời nói mà chúng ta gọi là có thể nói là nó hơi lịch sự chút xíu đó. Mà ông nói ông phan ngang ra như vậy thì biểu người ta ưa mình sao nói. Rõ nguyên luôn. Thì nhiều lần chúng tôi nói xong đó, chúng tôi mới thấy gì, chúng tôi mới chứng minh cho mình như này. Bây giờ nếu mà trường hợp như sư ha, bây giờ sư hỏi đi mà tôi trả lời cho sư như thế này, sư chịu nổi không? Sư dụ sư tới tôi, sư cần cái gì đó, sư đi lại đó lấy đi. Từ đó là đợi đâu? Hay là cái tủ đó lấy đi. Cái tủ là tủ nào? Thì sư được quyền thắc mắc như vậy thì người ta cũng sẽ được quyền thắc mắc như vậy, chứ có chuyện gì đâu. Thì sau đó vì em mới hiểu bây giờ có rồi. Thì sau đó nó đỡ hơn. Nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng cái tâm tính nó quen như vậy khó lắm. Tôi luôn luôn gặp vị đó tôi nhắc. Thì quý vị biết ở đời này sống vậy đó, một chuyện đơn giản thôi. Nhiều khi mình nghĩ rằng là nói như vậy không sao cả, nhưng cái đó mình không có kiểm soát mình nào. Tôi đâu có nói gì mà tại sao lại nghe lại phiền phiền phức tôi, trách móc tôi. Nhiều khi chúng ta nói không đúng chỗ, nó không đúng lúc, chẳng những nó không tác dụng mà nó rất là nguy hiểm, để người ta phải đau khổ, để người ta phải phiền muộn. Cho nên hành động và lời nói chúng ta phải biết kiểm soát thì càng tốt. Thì cũng vậy đó, cái tâm tư con người mình đó là cái tu đó quý vị, tu chút xíu thì cũng là tu đó. Rồi khi mà người ta có cái lớn tiếng với mình mà biết kham nhẫn thì cái này tu quá tuyệt vời. Những điều mà làm một người, những người Phật tử là những người công quả, là những người người ta tới chùa thì người ta luôn luôn có một cái, có một cái là những người mới nữa thì người ta chưa hiểu được nhiều thì nó lại càng là nó khác hơn. Cho nên chúng ta cũng vậy đó. Nhiều khi ở trong trung chúng ta cũng nhớ một việc đó. Nhiều khi có những chuyện phiền muộn gì đó mà nhiều khi các tri chúng hay hoặc là những người này nọ, hoặc chẳng hạn như bây giờ đó, thí dụ như bây giờ lên tâm hỏi chú Quách Thanh Lá khỏe không, xong cái tự nhiên thay vì chúng ta private chat hỏi liền, cái chúng ta tiếp một cái chữ ở dưới yêu cầu
làm việc riêng ở bên ngoài. Chúng tôi ví dụ như đi, thì trước nhất theo chúng tôi là chúng ta nên báo cho là anh chị nên liên hệ bên ngoài, bên phòng ngoài một chút xíu, đó cũng là ý niệm tu đúng vậy. Chứ phải vô đây, cái chỗ này chỗ sinh hoạt chung của người ta mà mất lịch sự vô đây, hỏi hàng lung tung, hỏi thăm chuyện tư, chuyện riêng. Sự thật ra là họ chưa biết. Chúng ta cũng nên phải khởi lên một cái từ tâm. Và mình làm vậy cũng chưa chắc mình đúng. Đúng là sao? Có nghĩa rằng mình làm bằng cách tức là tự cho rằng mình là hay lắm à. Mình là hay lắm à. Và trong cuộc đời này, chúng ta thường bị như vậy. Một chuyện rất là nhẹ, nhưng rồi cứ bắt đầu họ cảm thấy họ bị tự ái, họ trách cử luôn, thì chúng ta lao vào, chúng ta bắt đầu trách móc như thế này, trách móc như thế nọ, thì cả hai họ sai. Nếu chúng ta khéo cái thì nó không sai, nếu ta không khéo thì rất, thì cả hai đều sai. Thì cũng vậy, cái sự nhiếp phục, cái sự điều phục, cái đánh xe cái lòng của mình nó rất là đơn giản, mà nó cũng rất là nặng nề. Bởi chúng tôi kể quý vị nghe hoài đó, chuyện này cũng vui. Vô sư sư tôi cho đọc sư chủ đề. Sư chủ đề có chuyện gì không? Sao con gặp sư chủ đề nhỉ? Thì tôi muốn hỏi là có chuyện gì cứ nói đi. Dạ, chỉ có sư chủ đề mới giải quyết được. Thì nếu mà chúng tôi chỉ bận cái vậy thì đi tìm trụ trì. Khi nếu mà người hiểu biết, khi ta hỏi như vậy thì biết mình gặp là gặp vị trụ trì. Nếu được mình cũng ngại mà nói cứ gặp có lắm, chỉ không giữ chùa thôi, giống là cái gì hay to thì ghê gớm cái như vậy. Nhưng họ không nghĩ rằng mình là một vị trụ trì. Thì tự lúc đó nếu như mà mình nghĩ mình tự ái là chuyện khác liền quý vị. Tôi đã nói như vậy rồi mà còn chị tôi không đủ tư cách làm trụ trì hả? Là chuyện khác liền. Cái lúc trước tôi cười chúng tôi. Dạ thưa ông, chúng tôi là trụ trì. Chỉ có một cái lời đó thôi. Nó không có chuyện gì hết. Tôi sẽ siêu trụ trì thì đấy thì sẽ không nói. Tôi đã nói rồi, tôi hỏi làm trụ trì có chuyện gì hay không? Thì có hỏi gì à? Cũng có ít việc. Thì đã lần thứ hai như vậy tôi đã hỏi thì thôi được rồi cứ nói đi. Thì có nghĩa rằng như vậy là lời nói nghe ta nói, ta đang trụ trì cho nó, tôi tự nhiên tôi nói tôi trụ trì đây à, nó có, cái chuyện gì mà nó lớn mà cái thứ việc cái này là gặp nhiều. Mà chúng tôi cũng thường nói, tôi nói vậy không phải là tôi hay, cái tánh mà không phải là đại diện tự ngã mạng đâu, ngã mạng dữ lắm, sân si dữ lắm. Nhưng có những lúc mà chúng tôi kiểm soát, chúng tôi thấy cười họ trước mặt. Rồi, nếu như cái tâm mình tự phụ một cái là chuyện khác liền, cái tâm mình cảm thấy bị tự ái, bị xúc phạm chắc thì thế đấy, là mình điều phục vào chỗ đó thôi. Họ không hiểu, họ hỏi thôi, chuyện đơn giản bình thường thì chính là một cái tu đó quý vị, chứ không phải chuyện gì mà nó nghĩ không. Cái tu mà ngồi nhắm mắt kiết già lưng thẳng nó nhiều lắm, nó nhiều thứ lắm. Rồi con cháu vì chồng có cái gì cũng vậy đó, nếu như cái chuyện gì cũng hiểu biết một xíu, bớt cái gì, kính thưa quý vị, bớt cái chấp ngã, bớt cái tổn thương, bớt cái sự bực bội, cảm thông hiểu cho nhau chứ nó đỡ. Sư phụ cứ phán xuống cho đệ tử tiếp chiêu không, rồi đệ tử nói mà sư phụ không cho đệ tử nói, rồi đệ tử coi như là không có tiếp xúc với sư, với những người đệ tử của mình, mà cứ rồi hai người cứ căng thẳng, cứ phán cứ la vậy, thì đổ nợ là chuyện lớn rồi, coi như không xảy ra chuyện lộn xộn này lúc này thì cũng xảy ra chuyện lộn xộn lúc kia. Đấy là sự thật. Giữa người cha với người con, giữa vợ với chồng, giữa cái sự sinh hoạt giữa người với người, nó là một cái, nó là một cái sự nhiều việc, nó rất là rắc rối. Và chuyện của riêng lòng mình, học chuyện của riêng lòng mình,
để giải quyết chuyện của mình, mà biết gỡ bớt ra, đừng có đau khổ, buông bỏ một chút xíu thì nó nhẹ biết mấy. Chính là mạng nghi đó, cái sự tổn thương, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, đó chính là nô lệ và phục vụ cho cái lòng của mọi người. Mình bị la như thế này, mình bị nói như thế kia, mình bị xấu, nói xấu như thế này, nói xấu như thế nọ, cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy bị bực bội, thì tự chúng ta gây cái đau khổ cho mình thôi, tự mình làm khổ mình thôi, chứ không ai làm khổ mình. Mình chỉ nghe một điều đó, rồi bây giờ cái chuyện âm thanh người ta nói đó đã đi qua rồi, nhưng điều tự mình cảm thấy coi như ăn không ngon, ngủ không yên, cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị tự ái, rồi cuối cùng đưa đến tự sát của mình, và cuối cùng mình đưa đến tự đào mồ chôn mình, tự mình làm cho mình đau khổ chứ ai, sanh lăng đâu sinh tử. Thì khi bực bội thì bắt đầu mới trả đũa, khi bực bội mới bắt đầu ghi kết để ân oán, để trả thù nhau. Chi vậy mà chúng ta gọi là có cần thiết phải làm căng thẳng như vậy không? Cái câu nói này mà chúng ta cũng nói trong tâm của chúng ta, không nên làm căng thẳng như thế. Đừng có đối đầu nhau, đừng có quan trái, rồi đời đời kiếp kiếp đụng một cái là tặc đại, đụng một cái là đổ nợ, đụng một cái là xảy ra chuyện, là chúng ta không thể tu. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái mà để cắt căng được phòng hộ, được nhiếp phục cũng do từ tâm này ra. Mà nếu như tâm này bớt sân, bớt tham, nhẹ nhàng một chút xíu thì đỡ lắm. Cũng như chuyện lớn thì hóa thành chuyện nhỏ xem như không có chuyện gì. Thì tự cái tâm mình cũng phải dạy như vậy, chứ không phải là tự động mình làm cho khả năng của mình như thế này như thế nọ là tự chết. Tự mình mang cái bổn mạng của mình ra, mình giới thiệu mình là như thế này, mình giới thiệu như thế nào, có cần thiết phải như vậy không? Nhưng đời con người đó, cái danh cái lợi, cái ngã mạn, cái asmimana này hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi nói như vậy cho quý vị là chúng tôi cũng đang muốn dạy cho mình cần phải có cái sự học tập như thế, chứ không phải chúng tôi nói như vậy là dạy đời quý vị mua mà không còn. Mà chúng tôi nói như vậy không phải là chúng tôi nói về mà như là một lời chia sẻ, như là một lời cảnh tỉnh, như là một lời coi như là khuyên nhắc cho nhau. Đó là sự thật như vậy đó. Mình được người ta mến thương, người được người ta kính trọng cũng do cách sống của mình, cũng do cái sự điều phục của mình. Mà mình được chư thiên và là loài người thương tưởng, thì ở đó mình có sự tu tập, giới lực của mình, hành động của mình, quay nghi của mình, lời nói của mình, hành động của mình được kiểm soát, thì chắc chắn rằng sẽ được tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như chúng ta tu mà chúng ta không biết kiểm soát thì rất là nguy hiểm, sẽ đau khổ đời này, đau khổ đời sau nữa. Cho nên sự dĩ mà Đức Phật ngài nói rằng ngài khẳng định cho các thầy tỳ kheo biết rằng sự dĩ mà Đức Đế Thích kính trọng và thương tưởng đến ngài Ma Ca Chay Na là do chính ngài Ma Ca Chay Na đã diệt tận phiền não rồi. Thì tất cả chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Người ta thương, người ta ghét một ai đó là nó có cái duyên, nó có cái cớ. Thì cái duyên, cái cớ đó chúng ta nên làm những cái tạo những công đức lành để chúng ta được an lạc ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Thì đây chính là đôi điều gửi đến toàn thể đại chúng nhân cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay về câu Phật cú số 94. Dạ. Thì đâu có Phật cú tức là ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc chức, người như vậy chư thiên mến. Dạ. Thì xin chấm dứt thời gian trước ở đây, có được chia sẻ tất cả muốn mong toàn thể quý vị quan nghỉ tỉnh dân và phước lành đến trời để tất cả đại chúng vương các vị chư thiên một điều chánh pháp. Và nhất là có muốn vị được đạt được tánh quá và xin dân phước này đến chư thiên tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh ký lên tất cả chư thần chư thiên tại nơi đây, mong tất cả quý vị hoan nghỉ phần phước và được an nhé, an lạc nơi cảnh giới tái sinh, và kính chúc toàn thể quý vị luôn được an lạc hạnh phúc trong giáo pháp của Phật Đà. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sa Di Đà. Dạ, sa thu lành thầy và thay mặt đại chúng trong rung.
À, con xin được thành kính tri ân chúng ta thì quyền đã từ bi hoàn hỷ thuyết giảng ý nghĩa và duyên sự và kinh pháp cú số.